Chương 6. Thê thảm trong thảm thương. Nhớ lại năm đó, nghe nói có ngôi sao ca nhạc nào đó đến thành đô. Tôi cực kỳ hứng thú, 4 giờ sáng đã rời giường, 5 giờ bỏ chạy đến sân bay chờ. Một đám người đỏ mắt nhìn từng người đi ra sân bay. Ngoại trừ tôi, ai cũng đều căng con mắt, dướng cái cổ dài như đà điểu, thét chói tai. Kết quả, một người mang giày cao gót, quẹt quẹt son môi, lão thái thái so với Phù Dung tỷ tỷ còn hơn cả Phù Dung tỷ tỷ, mắt hai mí giả khoe khoang phong thái, chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Tâm tình của tôi lúc này còn tệ hơn so với lúc đó. Một chầu nước lạnh xói xuống đầu, chảy xuống đáy lòng, lạnh thật lạnh thật. Bất quá cái tính tình có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh của tôi là một lần nữa phát huy tác dụng to lớn. Tôi vững vàng có chút lung lay, rốt cuộc cũng không ngã xuống. Chỉ run rẩy chỉ vào tửu lão đầu, mặc nhiều nếp nhăn cả con mắt lông mày, cũng không phân ra rõ ràng, nói lắp bắp: "Ngươi, ngươi." Lão nhân dĩ nhiên còn bình tĩnh hơn tôi nhiều, cầm cái khăn voan đỏ nói: "Công chúa à, người sao lại không giữ kỹ cái khăn voan đỏ của mình chứ, còn bay lên trên mặt của ta này." Tôi trầm mặc rồi trầm mặc. Khăn voan đỏ không phải của hắn, vậy hắn hẳn không phải là tiểu thái tử ca. Tôi nghe nói lại rằng tiểu thái tử này cùng lắm là 25-26, nếu già đến mức này thì có chút thấm nhanh thật. Lão nhân tự giới thiệu nói: "Lão phu là trưởng tộc của An Lăng gia, hôm nay đến đây là để làm chủ hôn cho thế tử cùng ngài, vì vậy mà không bao tỏ chút vui mừng." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của công chúa, phải chăng có điều gì hiểu lầm? Tôi nặng nề thở phào một cái, vội khoác tay nói: "Không có, không có." An Lăng tộc trưởng nghe vậy ra vẻ tốt lành và tươi cười, vậy mời công chúa chuẩn bị bái đường. Tôi nhe răng cười ngọt ngào, gót chân cũng không động. Bái đường thì được, mà phu quân ta đâu? An Lăng tộc trưởng dường như cũng phát hiện khác thường, lườm mắt lên đại đường, vân đạm phong khinh nói: "A, công chúa thứ lỗi, tiểu thế tử đột nhiên có chút công vụ quấn thân, không về kịp lúc. Nhưng giờ lành lại không thể bỏ qua, vì vậy chỉ có thể đành mời tiểu cát ca tạm thời thay thế tử bái đường thành thân." Tiểu cát ca đó là nguyên văn, ý bảo vận may mắn cát tường ấy, nhưng lại không may cho chi tỷ là nó lại là con gà. Dứt lời, gà trống đại ca cũng vừa vặn cục tác kêu hai tiếng, khí thế oai phong lẫm liệt, đứng dậy đi đi lại lại xung quanh mào gà trên đại đường. Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra trước ngực gà trống ca còn có đeo hồng hoa, mụ nội nó đâm ngàn nhát sao, nó chính là cái đồ cát ca bỏ đi, muốn tôi cùng gà trống bái đường thành thân. Lạ lùng. Một vương phi ngồi trên kia âm trầm cười quái dị: "Công chúa thực tình lượng thứ, tiểu nhi bị hoàng thượng trọng dụng đi làm chút công vụ, chúng tôi làm cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Vừa khéo lỡ mất ngày đại hôn, lão thân vốn định rời lại ngày thành hôn, ai ngờ công chúa khăng khăng muốn ở lại khách điếm, hoàng thượng giận dữ nói không ra thể thống gì, cho nên ai thật oan uổng cho công chúa." Lời nói rất quang minh chính đại. Chương 7. Tôi nghe rất rõ ràng, chấm chấm nàng cái chấm chấm, công vụ quái gì. Tôi nghe Kỳ Nhi nói hôn sự này là do Lạc Diên Đế tự mình hạ chỉ, là liên quan đến đại sự ban giao của hai nước. Mấu chốt ở chỗ, hoàng đế phải tân lang quan đi lo liệu một chút. Cái này không phải là tự tác cho mình một cái tác sao? Còn chưa nói đến cái tên An Lăng Nhiên này, tước vị chưa được phong, toàn bộ quan lại Đạt Vương quốc đều chết hết cả rồi sao? Sự thật chứng minh, lòng dạ nữ nhân thật sự như mò kim đáy biển. Độc nhất cũng thật là lòng dạ đàn bà. Mục vương phi này câu câu chữ chữ đều là cảnh cáo, đòi lại thể diện lúc công chúa trong khách điếm.
Cái gia oai phủ đầu này còn nói cho vị công chúa được nuông chiều như tôi biết. Vào cửa một phương phủ phải vứt bỏ cái giá của một công chúa, an an phận phận làm người vợ tốt. Tính cách xấu trước kia cũng phải sửa theo tính tình mẹ chồng, sửa chữa lỗi lầm, sửa thượng nhất sửa. Cho dù tính tình tôi có dịu dàng, có thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gặp chuyện bực mình này cũng không kìm được tức giận. Đang chần chừ xem phản kích như thế nào, định bác bỏ cái sĩ diện kia. Kỳ Nhi ở bên cạnh tôi đã lên tiếng trước. Khổ tâm của Vương Phi công chúa chúng tôi đương nhiên biết được. Có điều nô tỳ không hiểu, cho dù phò mã thực sự có việc bỏ không được, sao lại có thời gian sắp xếp các ca thay? Theo nô tỳ biết, Tần Lan ra ngoài chưa về, hay đã đi ngao du hơn một năm. Tần Nương chết không chịu rời đi, nên mới thỉnh cầu các ca bái đường. Hiện tại phò mã ra ngoài chưa về, hay vẫn còn đang ngao du? Kỳ Nhi lộp bộp nói xong, tôi đã sớm lệ nóng doanh chồng. Nếu không vì có ánh mắt của nhiều người nhìn, tôi nhất định nắm tay cô ấy hô to một tiếng cảm ơn. Từ lúc tôi vừa tỉnh lại, phát hiện nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, thành khiết thông minh. Cô ấy một mình thâm nhập vào các quán trà ở kinh thành, thu thập tin tức một vương phủ, học tập phong tục Trung Nguyên. Lúc thấy nàng bắt chước nghiêng đầu ngửa cổ ngâm thơ, tôi đã phát hiện cô ấy không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Bác quái như vậy, bà tám như vậy, nếu ở hiện đại không tham gia vào đội chó săn, thật sự rất là đáng tiếc. Láo xược! Một vương phi vỗ án đứng dậy, ánh mắt sáng quắc. Ta và công chúa nhà ngươi nói chuyện, ngươi chen mồm vào làm gì? Nghe xong những lời này, tôi không thích tí nào. Người ta thường nói đánh chó phải xem mặt chủ. Mà dù Kỳ Nhi có chửi mắng tiểu thế tử đi ngao du có hơi quá đáng, nhưng bộ dạng như muốn ăn thịt người của một vương phi, rõ ràng là muốn nhắm về tôi. Cho nên tôi không thể không lấy biện chế biện. Vương phi chớ giận, Kỳ Nhi lỗ mãng, song lời của nàng cũng có ba phần đạo lý. Bốn cung rất sợ gà trống, việc bái đường, hay là chờ tiểu thế tử trở về đi. Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ bốn cung và tiểu thế tử, muốn từ trên mặt chữ khiến cho vị vương phi đuôi mù này nhìn rõ sự thật. Con của bà đang với cao ta. Kỳ Nhi, đi thôi. Dứt lời, tôi cứ ngân ngang mà đi. Mới đi đến cổng lớn, bị một vương quát lại. Công chúa dừng bước. Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mười phần bá đạo uy phong. Chân tôi cứ run rồi run, trước sau vẫn không bước ra ngoài. Phía sau truyền tới giọng nói trầm khẽ của Mục Vương. Nghe nói công chúa rất hiểu lễ nghĩa, nên mới chủ động xin đến Trung Nguyên ta giết giặc. Chuyện hôm nay do Mục Vương phủ ta làm không thỏa đáng, nhưng tiểu vương cho rằng công chúa chấp nhận sớm bái đường thành thân là cách hay nhất. Dù sao không nên vì hôn lễ chậm trễ mà ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Lời nói này nói ra hợp tình hợp lý, thành khẩn tận tâm. Mà dù có chứa yếu tố uy hiếp, nhưng tạm thời tôi không tìm được lý do cự tuyệt. Vậy bốn cung, tôi lòng còn sợ hãi nhìn gà trống đại ca trên mặt đất, không tự chủ được có cỏ. Bốn cung cứ cố mà bái lại đi. Bố mẹ chồng vô cùng vui vẻ. Tôi cam lòng không muốn cũng phải quỳ xuống, dập đầu, kết thúc buổi lễ. Ai có thể biết một lại này thành thiên cố hận. Chương 8. Bởi vì không có chú rể, nháo động phòng, dở khăn van, ấm lệ hợp cảnh từng cái nghi lễ phiền phức, dứt khoát được miễn hết. Mà dù ba mẹ chồng bị náo loạn hết một phen, nhưng một vương phi xem ra cũng hiểu đạo lý. Đến giờ dậu, vẫn không quên sai lão bà tử đem rau quả, các thức ăn nguội tới, mỗi thứ đều có 8 món. Trong đó có một chén cháo bào ngư, được hầm trong niêu đất rất hợp khẩu vị với tôi. Hương thơm ngào ngạt,
vào miệng ngon lành. Đại thẩm thấy tôi ăn uống hăng say, cũng vui vẻ đứng một chỗ không chịu đi, chỉ bảo rằng chén cháo này dù nhìn rất đơn giản, thế nhưng chế biến rất công phu. Trước hết phải dùng loại gạo được vận chuyển từ phương Bắc tới, nấu hỗn hợp gạo và nước suối trên lửa riu riu, ninh trong vòng nửa canh giờ. Sau đó rắc lúa mì lên nồi cháo đang sôi, dùng lửa to nấu nhừ trong vòng 2 canh giờ. Cuối cùng mới dùng nước bào ngư loại bỏ sạch hoa dao. Một nồi cháo bào ngư tìm hoa dao lúc này mới hoàn thành. Tôi với Kỳ Nhi vừa nghe kể chuyện say xưa, vừa nhét một chút tâm lót bụng. Vừa thấy cái bát cạn đáy, đại thẩm không đợi tôi mở miệng đã dọn bát đi, để lại cho tôi một phen oán giận. Chén dĩa của quý tộc vốn rất nông, tôi vừa mới nếm được có một chút. Hạ nhân của quý tộc không hiền lành chút nào, cũng không hỏi xem chủ tử có ăn no không, cứ thu dọn chén đĩa rồi mở cửa chuồn mất. Thế nhưng là một cô gái rộng lượng của thế kỷ 21, tôi quyết định những bức hoa này đều do tàn dư chế độ phong kiến đầu độc, nên không so đo với nam nữ phụ lão ấu. Vì thế tôi và Kỳ Nhi nói chuyện được một lát rồi bảo chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ. Nói đến chuyện từ lúc tôi xuyên qua tới giờ chưa được yên tĩnh chút nào, một phen kinh ngạc lúc ban ngày. Đại kinh là vừa mở mắt ra đã không biết bị cái tên đẹp trai nào dở trò cường hôn. Nhị kinh là vô cớ bị Kỳ Nhi nhét vào kiệu hoa xuất giá. Tam kinh là vì cùng với vị cát ca làm cho sợ hãi kia bái đường. Quá thật là một ngày nhiều màu nhiều vẻ. Bây giờ nằm trên một cái giường lớn vô cùng thoải mái, mới đột nhiên phát hiện ra thể xác của vị công chúa này không chịu nổi sức ép, vô cùng mệt mỏi. Kỳ Nhi cũng coi như lanh lợi, vừa giúp tôi kéo kéo chăn vừa nói huyên thuyên. Công chúa nên đề phòng với Mục Vương Phi, chuyện hôm nay nô tỳ nghĩ bà ấy sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nhắm mắt lại không lên tiếng. Mặc kệ đi, mặc kệ đi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Kỳ Nhi lại nói, ngoài ra còn chuyện phò mã đi làm công vụ cũng rất kỳ quặc. Nô tỳ vừa mới hỏi mấy nha hoàng trong phủ việc thế tử đi đâu, các người họ ai cũng ấp úng. Tôi đã nói Kỳ Nhi không tham gia vào đội chó săn rất đáng tiếc. Chật chật, mới đến vương phủ có nửa ngày, nàng cũng đã tìm rõ được thật hư. Kỳ Nhi lại nói, nô tỳ thấy chuyện các ca bái đường hôm nay đều do vương phi toàn quyền sắp xếp, tỉ mỉ sắp đặt, mục đích chính là để trả thù chuyện công chúa ngủ lại khách điếm. Ngày mai công chúa nhất định không được sơ suất. Kỳ Nhi chăm sóc chủ nhân tôi rất tốt, nhưng tôi e rằng tối nay cô ấy sẽ không ngừng huyên thuyên ở bên lỗ tai của tôi, liền dùng cái lỗ mũi một tiếng rồi chở người đi ngủ. Lúc tỉnh lại đã là sau nửa đêm. Kỳ Nhi thì chẳng biết tung tích ở đâu, ngược lại ở đây lại có một vị khách không mời mà đến. Nhìn chằm chằm tên hắc y nhân đang đứng bên giường của tôi theo bản năng rụt chân lại, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Đại ca à, ngươi xem ngươi tới thì cũng đã tới rồi, còn che mặt làm gì hả? Ngươi nghĩ ngươi che mặt là ta không có cách nhận ra đôi mắt phượng trong veo của ngươi chính là của cái tên lúc ban ngày đã hô hấp nhân tạo giúp ta sao? Chính là ánh mắt phượng đẹp trai thuận tiện giúp ta lau nước miếng sao? Cho dù trời tối mù mịt, gương mặt của ngươi cũng không cần phải như rừng rậm u ám ôm ngực đứng ở bên giường của ta. Ngươi không biết ngươi dọa ngươi, dọa chết ngươi sao? Tôi há miệng thở dốc nhưng lại không phát ra tiếng. Có khi nào là bị điểm á huyệt như trong truyền thuyết? Hèn gì đại ca mắt phượng đẹp trai này lại cứ kiêu ngạo mà đứng ở bên giường của tôi, cũng không sợ tôi la lên. Tôi vừa đỡ cổ vừa thử, mồ hôi trên trán tôi rớt lộp độp. Ôi chúa ơi, ban ngày vị đại ca đẹp trai này giúp tôi làm hô hấp nhân tạo thì thôi, lúc này là nửa đêm,
hắn cũng không cần phải lẻn vào đây cứu chuộc linh hồn của tôi chứ. Ca mắt phượng đẹp trai, đôi mắt thâm thúy, hạ giọng nói: Công chúa thật sự muốn gả cho An Lăng Nhiên. Nghe vậy, lưng tôi cứng đờ, mắt choáng váng. Có ý gì? Đại ca mắt phượng đẹp trai thấy thế, đột nhiên ánh mắt sáng quắc, kích động tiến lên một bước, nắm lấy tay của tôi run rẩy nói: Chỉ cần ngươi lắc đầu, ta có thể lập tức mang ngươi đi. Tôi tiếp tục há hốc mồm. Đủ loại sự tình sáng sớm hôm nay bắt đầu nhanh chóng vận hành trong đầu óc tôi. Phút chốc, một suy nghĩ đáng sợ từ đáy lòng tôi xuất hiện. Tôi cực kỳ sợ hãi, nhưng bên tai còn vang vọng giọng nói gì đó. Tôi nín thở lại nghe, thiếu chút nữa là té xuống đất. Giọng nói kia cũng không chịu dứt, chiền chiền miên miên mà cứ bên tai tôi hát: Em là gió, anh là cát, chấm chấm nhà ngươi cái chấm chấm, sao cả cái tình tiết hương phi và mộng đan cũng đem vào đây hả? Không chừng đại ca mắt phượng đẹp trai này là bạn trai cũ của công chúa. Công chúa vì nước hy sinh, tự nguyện gả vào Trung Nguyên. Chàng trai si tình này tâm liền trong ngóng theo sát tới đây. Lúc ở khách điếm, ca mắt phượng đẹp trai này phát hiện người mình yêu bị trái mận tra tấn đến chết đi sống lại, liền giúp đỡ phun trái mận ra, thuận tiện đổ khí. Sau cùng khi bọn Kỳ Nhi trở về, hắn không tiện ra mặt, nên chờ tới bây giờ mới lẻn vào Mục Vương phủ. Tôi sợ tới mức toàn thân run run. Nếu để cho Mộng Đan biết tôi là hương phi giả, không biết sẽ tra tấn tôi như thế nào. Cả mắt phượng đẹp trai thấy tôi run lại bẫy, lại cho là tôi xúc động. Tròng mắt lóe sáng, ôn nhu nói: Ngươi đừng sợ, ta liền giải huyệt cho ngươi. Dứt lời, ngón tay ca mắt phượng đẹp trai xoát xoát hai cái, lướt nhanh trên ngực của tôi. Bị ăn đậu hũ xong, tôi chỉ thấy cổ họng hơi hơi căng thẳng, dường như là đã có thể nói chuyện được. Hò khan hai tiếng, đầu óc tôi lại bị uốn cong thêm hai vòng. Nếu ca mắt phượng đẹp trai này là tình lang của công chúa, hai người gặp mặt nhau phải ôm đầu khóc lóc, tình ý triền miên mới đúng. Tại sao lại điểm á huyệt của đối phương chứ? Bàn tay của ca mắt phượng đẹp trai nắm chặt. Lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình thất thần đến lợi hại. Một phen đẩy đại ca đẹp trai ra, tôi đưa lưng về phía hắn trầm giọng nói: Ngươi đi đi. Tâm ý của đại hiệp bổn cung xin nhận. Nhưng nếu bổn cung đã gia nhập Mục Vương phủ, lại cùng tướng công bái đường thành thân, bản thân sống là người của Mục Vương phủ, chết là ma ở Mục Vương phủ. Nói xong câu nói cuối cùng, đến bản thân tôi cũng phải run rẩy, rất buồn nôn. Bất luận vị đại ca mắt phượng đẹp trai này có phải Mộng Đan hay không, nếu hắn che mặt, vì hương phi giả tôi đây đành tạm thời lấy cớ trời tối không biết hắn là ai vậy. A Di Đà Phật, thỉnh các loại Bồ Tát phù hộ, nhất thiết không được lộ ra dù nửa điểm sai lầm, bằng không mặc kệ người trước mặt này có phải là Mông Đan hay không, tôi cũng sẽ bị đại biểu nhân dân trong Mục Vương phủ gỡ thành tám mảnh. Ngươi! Phía sau truyền đến một tiếng thở dài thật mạnh. Một lát sau mới nghe thấy hai chữ Bảo Trọng. Sau đó là tiếng cửa sổ mở, tiếng gió lùa vu vu. Thật lâu sau, lâu đến nỗi sau lưng tôi đều ướt nhẹp mồ hôi, tôi mới dũng cảm xoay đầu lại xem xét. Trăng sáng nhô cao, cửa sổ mở toang, ca mắt phượng đẹp trai quá thật đã đi rồi. Tôi hung hăng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lấy tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đã chịu đủ dây vo, tiếng đập cửa liền truyền đến. Chương 9. Tôi giật mình từ trên giường nhảy dựng lên, bất quá cũng không tốt. Tiếng đập cửa này là từ cửa lớn truyền đến, kèm theo còn có tiếng gọi ngọt ngào của Kỳ Nhi. Công chúa, nên rời giường rồi. Tôi lau một phen mồ hôi lạnh trên đầu. Đến đây. Mở cửa trước,
Tôi quay đầu lại ngắm nhìn cửa sổ đã bị mở một nửa. Bên ngoài trăng sáng sao thưa. Dựa vào, lúc này rõ ràng vẫn là buổi tối. Sao Kỳ Nhi lại kêu tôi rời giường? Ở trước cái gương đồng, tôi miễn cưỡng ngáp một cái lần thứ 12. Đang chuyên tâm giúp tôi bới tóc, Kỳ Nhi nhìn thấy hai cái đồng tiền lộ ra xinh xắn. Chắc tại tối hôm qua công chúa ngủ không được ngon. Tôi lặng lẽ cười một tiếng, ngoài miệng nói không tồi, không tồi. Trong lòng cũng đã kêu rên 100 lần. Tôi vốn không ngủ có được hay không? Bởi vì đại ca mắt phượng đẹp trai làm phiền, còn chưa kịp chuẩn bị ngủ tiếp, đã bị ngươi mang theo ba tiểu nha hoàng hùng hùng hổ hổ tới gọi rời giường. Tôi lần đầu chứng kiến cổ nhân chải tóc, đương nhiên ngạc nhiên gấp trăm lần, mở to mắt nhìn chằm chằm Kỳ Nhi trong gương đồng, chọc cho ba tiểu nha hoàng cười đến rơi nước mắt. Tôi cũng không so đo tính toán, chỉ nghe Kỳ Nhi nói Trung Nguyên không giống ở quê nhà, chải tóc cũng không giống nhau. Tôi nghe xong mới phát giác hôm nay Kỳ Nhi cũng không chải tóc thành bím, ngược lại giống mấy tiểu nha hoàng bình thường, chải búi tóc thành hình ngọc thổ đính ở trên đầu, châm hoa điếu trụy, ngay cả vòng tay và quần áo đều cùng ba người kia giống nhau như đúc. Bất quá Kỳ Nhi của tôi trời sinh lanh lợi, lại là tâm phúc của vị công chúa xấu số trước kia, so với ba nàng tự nhiên là ba phần xuất chúng hơn. Thế nhưng so với cái kiểu đầu đầy tóc tối hôm qua, tôi cảm thấy kiểu tóc này thiếu đi 7 phần linh khí, hơn 3 phần cũ kỹ. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thổn thức. Quả nhiên bước vào cửa Mục Vương phủ, chính là người của Mục Vương phủ. Mà ngay cả nha đầu cũng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Đầu óc đang ngao du đến lợi hại, tôi tự nhiên cảm thấy suy nghĩ trầm xuống, kéo cái cổ cũng không thể nhúc nhích theo. Nhìn búi tóc phượng hoàng to đùng trên đầu trong gương, cùng đủ loại các thứ lay động, thoa cài tóc ngọc trai của công chúa, tôi líu lưỡi nói, không cần phải mang tóc giả nặng như vậy chứ, đổi cái khác được không? Bộ dạng này thật đúng là giống một con chim công. Kỳ Nhi mở to mắt, đương nhiên không được. Một hồi nháy mắt ra hiệu, Kỳ Nhi mới xoay người nói nhỏ với tôi, chắc công chúa đã quên, lúc ở nhà mẹ đẻ, chúng ta đặc biệt mời người từ Lạ Vân Quốc đến dạy người. Nữ tử xuất giá phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Trong tứ đức này, dung nhan của phụ nữ chính là điều quan trọng nhất. Da mặt tôi run lẩy bẩy, khóe mắt liếc qua ba tiểu nha hoàng, vội vàng giả bộ cười to ra vẻ như đã hiểu. Ha ha, làm sao lại không nhớ hả? Ha ha ha. Chuyện tôi mất trí nhớ, chỉ có mình Kỳ Nhi biết rõ, bằng không bị ba người của Mục Vương phủ này nghe thấy, nói không chừng có ngày truyền tới trong lỗ tai của bà Mục Vương phi nham hiểm kia, thế thì không phải là rất tuyệt vời sao? May mắn là Kỳ Nhi rất dễ lừa. Tôi nói tôi mất trí nhớ nàng cũng tin. Đúng là một đứa nhỏ ngu ngốc, chỉ biết báo hộ chủ nhân, cũng không định bán đứng tôi nói cho người của Mục Vương phủ biết chuyện công chúa bị mất trí nhớ. Tại hạ bất tài, cũng may kiếp trước học chuyên ngành nghiên cứu cổ văn, biết được chút ít tập tục của cổ nhân. Con gái trước khi xuất giá, trong nhà nhất định phải mời chị dâu hoặc mẫu thân, đại loại là trưởng bối, đến chỉ dạy cho con gái. Sau khi xuất giá phải ưng thuận hiếu kính với cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu, phải đoan trang hiền thục như thế nào, phải làm một thê tử tốt ra sao. Đương nhiên hay nhất là ở phía sau, chị dâu hoặc mẫu thân sẽ lấy một ít đông cung đồ dạy con gái làm sao nối dõi tông đường. Lạ Vân Quốc so với tập tục bỏ lạc của công chúa khác xa một trời một vực. Nói vậy chính là như vậy, đổ mồ hôi mới có thể đặc biệt tuyệt lạc Vân Quốc, mời một người trên danh nghĩa là cô đến dạy công chúa tam tòng tứ đức. Nói tới tứ đức này, tôi cũng tính như là biết được một phần, vì thế nhanh chóng khoe khoang học vấn để loại bỏ nghi ngờ trong lòng mấy tiểu nha đầu. Phụ dung ta đã biết,
Trong tứ đức còn có phụ đức, phụ ngôn, phụ công. Tôi bắt đầu đếm ngón tay. Kỳ Nhi vừa lòng mà gật gật đầu. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, phu nhân lại là Vương Phi. Lần đầu tiên người đi Thỉnh An, đương nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút mới xứng với thân phận của hai người. Tôi nhếch miệng không nói, không ngừng gật đầu. Ấn tượng tốt trong lòng đối với Kỳ Nhi lại bất giác lại tăng lên thêm 3 phần. Tiểu nha đầu dân trà bên cạnh nói, nếu thiếu phu nhân đã hiểu rõ, vậy cần phải nhanh lên, phòng bếp đã chuẩn bị tốt củi lửa. Tôi nháy mắt mấy cái, có chút không tin vào lỗ tai mình. Đùa đấy hả? Củi lửa? Chẳng lẽ là Vân Quốc bọn họ có thói quen tắm rửa lúc sáng sớm? À, phải chi có thời gian rảnh rỗi, tôi tình nguyện trở về phòng ngủ thêm một lát. Một tiểu nha hoàn khác thấy tôi hỏi vậy, trái lại thể hiện thái độ khá tốt. Thiếu phu nhân chỉ mới đến, đại khái có điều không biết. Cô dâu mới của Lạ Vân Quốc chúng ta đều phải tự tay mình pha trà cúng bái bài vị tổ tiên và cha mẹ chồng. Hành lễ như vậy mới được cho là hiếu đạo. Ai phát minh ra cái quy tắc biến thái này hả? Ngủ cũng không cho tôi ngủ một giấc ngon, lại bắt tôi đi xuống bếp tự mình nấu nước pha trà cho bọn họ. Kỳ Nhi thấy tôi trừng trừng mắt, lại kéo kéo ống tay áo, nhẹ giọng nói, công chúa không phải vừa mới nói sao, tứ đức chính là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung và phụ công. Phụ đức, phụ ngôn, Mục Vương Phi từ lúc cưới người làm dâu đã cho người dò la rõ ràng. Phụ dung này nô tỳ đã giúp người trang điểm tốt lắm. Còn phụ công thì cứ dựa vào chính bản thân của người đi. Dứt lời, Kỳ Nhi lại vỗ vỗ bá vai của tôi, coi như an ủi, đưa lưng về phía 3 tiểu nha đầu, cho tôi một cái nháy mắt khó hiểu. Nhất thời tôi có cảm giác kinh khủng của một cái trộm thuyền bị bẻ mặt. Ngoài trừ châm trà lạy tổ tiên, phụ công này sẽ không còn có cái gì không tốt đang chờ tôi đấy chứ. Chương 10. Dựa theo gia quy của An Lăng gia, trước khi gà còn chưa gáy sáng, tôi phải diện một thân trang phục như khổng tước, đẹp đẽ quý giá, ung dung nhàn nhã đến phòng bếp nấu nước pha trà. Sau đó tiếp tục đến từ đường của tổ tiên An Lăng gia dân trà, mặc cho bên cạnh một đám lớn bà tử tán gẫu nghe đến lim dim. Cái gì mà cố lão gia là một đại tướng quân chết trên sa trường, thái lão gia kế thừa sự nghiệp gia phụ, khi bọn tào phản thừa dịp hoảng loạn ám sát hoàng thượng đã thay người cản một đao, lão gia An Lăng Tiêu chiến thắng liên tiếp, đánh đuổi biết bao nhiêu người man di. À, dù sao cũng là một đám người ngu ngốc chết vì trung quân ái quốc. Trái lại có một điểm tôi nghe rất rõ, hóa ra An Lăng Tiêu và đương kim thánh thượng là Diên Đế cũng không có quan hệ họ hàng. Tứ vị mục vương này cũng không phải sinh ra đã có, toàn là do tổ tiên tích đức. An Lăng Tiêu, cha hắn nhờ hơn 20 năm trước hộ giá có công, thay Lạn Diên Đế cán một đao, lúc này mới được phong tước vị vương gia, ban thưởng đất, ban thưởng vàng, cơm no áo ấm. Tôi nghe nghe rồi lại lặng lẽ ngáp một cái. Lão bà tử mắt sắc, một bên thao thao bất tuyệt, một bên vẫn dùng khóe mắt điếc vào cái hứng thú dã rời của tôi, vội vàng mỉm cười mở cái nệm hương mời tôi quỳ xuống, dập đầu xuống đất tượng trưng 2 cái, liền thay tôi thắp hương. Ngoài miệng lại giải thích, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, hiển nhiên không cần tự mình dâng hương, dập đầu cũng không cần. Tôi cảm thấy lão bà tử này rất có hiểu biết, quyết định về sau sẽ bồi dưỡng thành tâm phúc, cùng Kỳ Nhi nội ứng ngoại hợp. Nghĩ đến kế hoạch như thế, tôi cảm thấy rất cao hứng, vừa gật đầu vừa nhếch mép. Chưa đến một lát, Kỳ Nhi liền đánh nát cái mộng đẹp của tôi. Lúc đi qua hoa viên, Kỳ Nhi lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của tôi nói, bà tử này nói nhảm quá. Theo tập tục quy định của Trung Nguyên, nàng dâu mới xuất giá
nhất định phải tự mình quét tước từ đường, phải tự mình thắp nhang lên bài vị tổ tiên để thể hiện lòng tôn kính và hiếu thuận. Lão bà tử này ngay cả chân hương cũng không cho công chúa người chạm vào, chắc là chê chúng ta đến từ vùng hoang di. Công chúa người lại chưa hợp phòng với phò mã, không tính là thê tử danh chính ngôn thuận. Cuối cùng, thấy một đám hạ nhân của một vương phủ đã đi xa, bốn bề vắng lặng, Kỳ Nhi lại liếc mắt đưa tình bỏ thêm một câu: người trong một vương phủ vốn xem chúng ta như người ngoài. Sự thật chứng minh Kỳ Nhi của tôi đích thực là một trinh thám giỏi, ngay cả loại tập tục nhỏ bé này nàng cũng hiểu rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh Kỳ Nhi của tôi đích thực là một nha hoàn tốt, châm ngòi ly gián mới móc ngọn nguồn, mọi thứ nàng đều phát huy tối đa. Vì thế sau buổi nói chuyện với Kỳ Nhi, đôi mắt tôi liền hừng hực lửa. Bà mẹ chồng chết tiệt, trời còn chưa sáng tôi đã phải ngồi dậy trẻ cuối pha trà, chuẩn bị cả nửa ngày còn coi tôi như người ngoài. Người ngoài lại còn để cho tôi vừa quỳ vừa lạy. Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là mục mục mọc du đầu vương phi, là một người phụ nữ cổ hữu thích so đo. Tối qua bà ta đưa tới một chén cháo gì đó, hại tôi sáng sớm phải bò dậy đi vệ sinh. Mặc dù buổi sáng đi vệ sinh là chuyện bình thường, thế nhưng tôi vẫn hoài nghi là bà ta đã hạ bá đầu trong đó. Bây giờ sáng sớm tinh mơ lại bảo tôi dậy pha trà, rõ ràng là đang chơi tôi mà. Mặc dù có hơi chần chừ, nhưng tôi thấy vẻ mặt của một vương phi cũng không được tốt lắm, bưng trà kính bà cũng khó tránh oán thầm. Chẳng qua một vương phi rõ ràng là một người cần thị, tôi có liếc mắt nhìn bà cũng không có ai nhìn thấy. Thái độ lạnh nhạt tiếp nhận chén trà uống ngay, rồi đưa tiền ly xì. Tôi bĩu môi dập đầu, không tình nguyện nói: cảm ơn mẹ. Kỳ Nhi thay tôi nhận tiền ly xì. Tôi chờ câu nói ngoan đứng dậy đi kia của một vương phi, ai ngờ một vương phi dùng cái khăn thơm che che khóe miệng, mới mơ hồ đạm mạc nói: lần sau pha trà phải dùng nước sôi hơn, còn biết dùng 17 phiến lá là tốt rồi, buổi trưa thường hay mệt. Tôi căm tức nhìn một vương phi, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt lại bắt đầu bùng lên. Cho dù là tôi là người có trình độ, có tố chất của một người phụ nữ thế kỷ 21, tính tình có hiền lành không cần phải nói, gặp loại chuyện như thế này vẫn nhịn không được mà mắng một câu: chấm chấm nhà ngươi cái chấm chấm, pha trà cho ngươi dù có không tốt lại còn muốn tính sổ với ta, được lắm. Khiêu khích tôi hết một hồi vẫn không gọi tôi đứng dậy. Cũng may một vương là một người có đạo lý, thấy một vương phi làm khó tôi, vội vàng nâng tôi dậy nói: ý của mẹ chồng con là công chúa mới đến, một vài quy tắc không biết không thể chắt được, nên mới từ từ dạy cho con. Tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, một tiếng hừ lạnh truyền từ lỗ mũi ra. Mặc dù âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng so với tôi, một vương đứng gần một vương phi hơn, nên chắc chắn đã nghe thấy. Có điều sắc mặt hắn, dù có hơi xanh sau đó, lập tức khôi phục tươi cười nhếch miệng nói: bất quá từ nay về sau đều là người một nhà, công chúa tới lui không cần phải khách khí, không biết khuê danh của công chúa là. Thấy sắc mặt mục vương cười còn khó coi hơn cả khóc, tôi cảm thấy vô cùng bi ai. Còn tướng đâu đường đường xứng với danh hào đại tướng quân uy vũ, giờ xem ra ông cũng chỉ là một vương gia sờ vợ, vợ mình ở trước mặt con dâu mới cưới không chừa cho mình mặt mũi, bản thân còn phải nói sang chuyện khác để tránh dẫn đến xấu hổ. Đúng rồi, vừa rồi một vương An Lăng Tiêu hỏi tôi cái gì? Khuê danh của công chúa. Chậm chạp xoay chuyển đầu óc nhớ lại câu hỏi của An Lăng Tiêu, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, sau đó kinh hãi. Đêm động phòng hoa chúc đêm qua, tôi cùng Kỳ Nhi ngồi đối diện trên tân giường nói chuyện trời đất. Công chúa thích ăn cái gì, uống cái gì, bình thường có thói quen gì,
tính tình như thế nào tôi đều nhất nhất thăm dò từ chuyện to đến chuyện nhỏ, chỉ vì không muốn ở một vương phủ để lộ dấu vết nào, nhưng cố tình lại quên hỏi đại danh công chúa. Ô mẹ ơi, chẳng lẽ trời định diệt tôi sao? An Lăng Tiêu thấy tôi không động đậy, giật nhẹ khóe miệng vừa nghi vừa gọi: công chúa. Lời nói vừa thốt ra, tôi liền thở phù phù một cái quỳ xuống. Chương 11. Ở trong phòng bây giờ, ngoài Mục Vương, Mục Vương Phi cùng vài nha hoàng và bà tử bên cạnh, nghe nói ngồi hai bên trái phải và bên dưới còn có 3 người khác nhau. Có lẽ là biểu muội Phương Viễn của Mục Vương Phi, cùng em trai và em dâu của Mục Vương gia. Vì thời gian cấp bách nên Kỳ Nhi vẫn chưa kịp tìm hiểu thông tin rõ ràng của 3 người này. Thế nhưng tôi nhìn 3 cái tên mỏ nhọn nhiều chuyện bọn họ cũng chả có tốt lành gì. Trên danh nghĩa nói là đến xem con dâu mới về, không phải đến muốn coi tôi làm trò cười hay sao? Lúc này thấy tôi đột nhiên quỳ xuống, trong mắt 3 người này đều rực lên ánh sáng đủ màu. Nếu người ta đã vất vả như thế, ngồi cả buổi sáng cũng chỉ vì muốn xem trò hay, tôi sao lại không giúp bọn họ thanh toàn? Tôi thầm hắng giọng, trong mắt đầy áp nước mắt, ngẩng đầu dậy. Trong mắt Mục Vương có phần kinh ngạc. Mục Vương Phi ngồi đối diện, làm bộ nâng tay áo lên lau nước mắt. Tôi âm thầm cười mỉa. Khi con dâu chờ lần đến Trung Nguyên, liền quyết định nhất định phải làm thiên hạ đệ nhất vợ hiền. Bắt đầu từ thời khắc đó, con dâu đã không quan tâm tên mình là gì. Trung Nguyên có câu nói: lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thế nên phụ hãn của con đặc biệt lấy cho con một cái tên Hán, gọi là Liêm Chi. Yên lặng, yên lặng, yên lặng như chết. Tôi một bên tiếp tục nức nở, một bên dùng khóe mắt quan sát 4 phương 8 hướng. Có phải là diễn hơi bị quá không? Sao không có phản ứng gì hết? Tốt lắm. Một lúc lâu, trên đỉnh đầu tôi truyền đến giọng nói kích động khó mà kìm nén của An Lăng Tiêu, lại đỡ tôi đứng lên lần nữa. Ánh mắt An Lăng Tiêu nhìn tôi đã không còn như trước nữa. An Lăng Tiêu ta là một người thẳng thắn, chính là có sao nói vậy. Công chúa vừa mới vào cửa, ta có chút do dự. Lúc này xem ra thật sự là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nếu đã như vậy, bốn vương từ chối thì thật bất kính. Trước tiên gọi công chúa một tiếng Liêm Chi. Tôi nhìn An Lăng Tiêu gióng dạc, bộ dạng hăng hái sôi nổi hái đầu người trên chiến trường, kiềm lòng không đầu mà run lẩy bẩy, đánh cho cái lương tâm ngũ gật của tôi dần dần trở nên tỉnh táo. Có phải tôi nói dối hơi quá đáng không? Lừa những người khác còn được, Mục Vương này từng chút một đều là tấm lòng son, cái tình này tôi làm sao mà chịu nổi? Chuyện này đã quấy nhiễu tôi một thời gian rất lâu về sau, thậm chí thường hay gặp ác mộng. Trong mộng, An Lăng Tiêu oán giận hiện ra, vừa bóp cổ tôi vừa nói: tại sao lại lừa ta? Tại sao lại lừa ta? Về sau đó nữa, Kỳ Nhi nói cho tôi biết, vào ngày hôm đó, trên đùi của nàng có thêm một vết bầm to. Nguyên nhân là do tôi biểu diễn thật sự rất khoa trương, cô ấy mất sức của 9 châu 2 hổ, nhéo đùi mới không cười ra tiếng. Càng khủng bố hơn là, so với tôi, đồng chí An Lan Tiêu diễn càng khoa trương hơn. Thật sự là khổ thân cô ấy mà. Cho nên mới nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Lúc đó Mục Vương Phi người ta cũng nhìn ra tướng công bà đang cố ý thăm dò tôi, thấy chúng tôi một người so với một người, càng diễn càng khoa trương hơn, cũng chỉ cười lặn hừ một tiếng. Trái lại cũng rất tốt. Ngồi ở phía dưới, biểu muội của Mục Vương Phi thấy biểu tỷ mình lên tiếng, cũng sợ quá nhàn hạ, vuốt mông ngựa cười khanh khách nói: cái tên này của công chúa ngược lại rất hay. Chắc không được có câu không phải người một nhà thì không vào một cửa.
Liêm Chi Liên Chi, biểu tí ta tên Túc Phượng, công chúa tên Liên Chi. Không phải vừa vặn là một nhánh hoa, bị Phượng Hoàng lửa cứ biểu tí ta dẫm lên sao? Cái bà biểu mùi phương viễn quá 30 chết tiệt này lại là một lão từ nương, nói chữ dẫm lại cố tình nhấn mạnh xuống. Tôi nghe mà nổi da gà. Nếu tôi biết mụ một vương phi này tên Túc Phượng, tôi sẽ gọi là Hải Long, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Mặc dù trong lòng đã đem Túc Phượng cùng biểu muội bà ta chà đạp hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng xét thấy quy tắc vàng đó là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôi đang cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào ôn nhu nhất, có hàm nghĩa ác độc nhất, đánh trả một vương phi kia. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm thanh vội vàng. Thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi. Giọng nói vang từ xa đến gần, từ thấp đến cao, bang 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 vào phòng trong. Nghe thấy tin này, bộ dạng xem náo nhiệt vừa rồi của mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ba cái tên người ngoài mỏ nhọn toàn bộ ngậm miệng hết, thở mạnh cũng không dám, như lâm đại địch. Một vương phi lại trở nên vô cùng gấp gáp, bị kích động đến nỗi ra cửa ngóng trông. Một vương còn kỳ quái hơn, bộ dạng nghiến răng nghiến lời tức giận quát: tên tiểu súc sinh, biết về nhà rồi sao? Dứt lời định lao ra giết người. Cũng may có ba cái người ngoài kia dùng sức kéo ông lại khuyên bảo. Một vương phi cũng chỉ nói chờ Nhiên Nhi trở về nói 1, 2, 3, 4. Lúc đó ông có đồng thủ lần nữa, bà tuyệt không ngăn cản. Tôi nhìn xung quanh mọi người tập trung thành một vòng, cùng Kỳ Nhi liếc nhau, rất ăn ý đứng vào một góc. Quả nhiên, tôi và Kỳ Nhi đã dự đoán chúng. Cái gì mà đi phục vụ công sai, tất cả đều do công chúa qua loa tất chắc. Tên An Lăng Nhiên này, đừng nói là không phải do ghét công chúa Manjita nên mới đào hôn đó chứ. Chương 12. Kẻ hèn này kiếp trước rất quyến luyến không rời ba anh nam diễn viên. Mà dù như vậy có thể có chút không thỏa đáng, nhưng thật sự là quyến luyến không rời, hận không thể bỏ vào miệng. Ba vị này ở ba nơi khác nhau là Đại Lục Huỳnh Hiểu Minh, Đài Loan Hà Nhuận Đông và Hồng Kông Lâm Phong. Trong đó đặc biệt thích nhất là Hà Nhuận Đông. Cha tôi từng nói ánh mắt của tôi nhìn Hà Nhuận Đông vô cùng hèn tiếc, vô cùng ác xúc, vô cùng hạ lưu. Nhưng mà tôi quá thật đã yêu chết chiếc mũi mê người của Hà Nhuận Đông. Ánh mắt quyến rũ, nụ cười hút hồn và dáng người bị tôi có ý nghĩ dâm tà hàng trăm hàng nghìn lần trong hơn 20 năm sinh mệnh ở kiếp trước. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có người như vậy mới được xem là nam nhân, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể làm lung lay tình cảm sâu sắc của tôi. Nhưng mà thật là tất cả đều sụp đổ khi lần đầu tiên gặp phu quân của tôi, An Lan Nhiên. Lần đầu tiên thấy tướng công An Lăng Nhiên, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến hai từ chói mắt. Chói mắt, đặc biệt chói mắt, vô cùng chói mắt, bà nội nó chói mắt. Hồi trước đọc tiểu thuyết, cũng thấy tác giả dùng từ chói mắt để miêu tả nam chính, lúc ấy có phần không đồng tình. Cho rằng cụm từ chói mắt không bằng đẹp trai, anh tuấn chân thật hơn. Thế nhưng lần đầu tiên gặp An Lăng Nhiên, tôi mới biết vị tác giả này rất cao minh. Đường lúc vạn vật trên thế gian đều ngừng chuyển động, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ rít gào, xem trò vui chung quanh đột nhiên không còn tồn tại. Trong mắt tôi lúc này chỉ nhìn thấy bóng dáng kéo xuống quần tối trong đại sảnh. Tóc được búi lên bằng một cây ngọc châm đơn giản, bên dưới rơi xuống mấy sợi tóc nhỏ, phiêu giật, tiêu sái không thốt nên lời. Lông mi, cái mũi, ánh mắt của hắn, còn có bờ môi gợi cảm từ đầu đến cuối thủy chung vẫn tràn đầy nụ cười. Những thứ này nói thật vô cùng đặc biệt, đến nỗi không biết nói sao. Tôi không dám dùng từ cao ngất,
để hình dung cái mũi của hắn. Chàng đáng dùng đạm mạc như núi để phác họa lông mi của hắn. Dù sao đi nữa, ngũ quan của hắn đúng là đẹp đến nỗi không nói nên lời. Lúc vạn vật tạo ra người, tựa hồ như đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ tên A Lăng Nhiên này. Mũi, lông mày, con mắt của hắn vừa vặn hợp thành một khối, đẹp đến nỗi không biết dùng từ nào để hình dung. Chỉ biết là trong nháy mắt nhìn thấy hắn, bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên ảm đạm. Nào là mục vương, mục vương phi, mụ già biếu muội, toàn bộ hóa thành nước trong bức tranh thủy mặc xuyên thấm. Trái tim tôi đập bình bịch, thấy rất rõ, cũng chỉ có nam tử trong bức tranh kia vô cùng chói mắt, vô cùng rực rỡ, vô cùng yêu nghiệt, đang bước từng bước một theo từng tiết tấu dập dồn của trái tim tôi, ngậm cười đi về phía tôi. Trái tim tôi cũng suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Tôi đã được gặp phu quân của tôi. Tôi rốt cuộc cũng gặp được người so với phi tử của hoàng đế còn yêu nghiệt hơn, An Lăng Nhiên. Quả thật, sau khi nghe xong bài ca dao đó, lúc đó tôi đã xếp An Lăng Nhiên vào nhóm Tiểu Bạch Kiểm và Luyến Đồng. Một nam nhân có thể so sánh với hậu cung 3.000 phi tần, chỉ sợ ngoài trừ Phan Anh cũng chỉ có yêu quái. Mẹ của tôi từng nhận xét 3 nam ngôi sao yêu thích của tôi, nói tôi rằng dám chắc kiếp trước của tôi làm nghề đào mỏ, cho nên kiếp nào toàn bộ nam nhân tôi thích bộ dạng cũng giống như than. Tôi cười nhạt, dù sao so với người thích những tiểu bạch kiểm Hàn Quốc âm âm nhu nhu còn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, kẻ hèn này kiếp trước mà dù thích trưng diện, thế nhưng vẫn chịu không nổi chiếc làn da tiểu bạch kiểm còn trắng hơn cả của con gái. Tôi vẫn cho rằng đen là điểm đặc thù của nam nhân. Thế nhưng người trước mắt này hiển nhiên đã đánh vỡ cái suy nghĩ cô lô sĩ của tôi. Hắn còn đẹp hơn cả phi tử ở hậu cung. Làn da mặc dù không dám nói là non mềm như trẻ sơ sinh, trắng như củ sen, nhưng vẫn được coi là cực phẩm. Nam nhân này cố tình là vậy. Tôi với hắn yên lặng nhìn nhau. Trong mắt của hắn bước ra sự quyết đoán khiến bạn không thể rời đi chỗ khác, tự tin, run động và uy nghiêm. Mà dù hắn đang cười cũng không giận tự uy, tay chấp ở phía sau, cứ như thế mà từng bước một tiến về phía tôi. Một hồi sau, rốt cuộc hắn cũng đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi vai của hắn. Người này dù không cao 1.8 cũng là 1.78. Chúng tôi đang quan sát lẫn nhau. Tôi thấy mình giống như mình đang đứng trong đại dương hoa mênh mông. Người trước mặt vừa vàng như một đóa hoa đào rực rỡ, nhìn tôi cười dịu dàng. Tôi bối rối nhào nhào chiếc khăn trong tay, ngượng ngùng làm sao, đang do dự xem có nên không sợ hãi mà gọi một tiếng tướng công không. Chỉ thấy bàn tay của An Lan Nhiên vẫn giấu ở phía sau, đột nhiên giơ tới trước mặt tôi, trong tay còn có một khối màu trắng xu xi. Tôi giận mình, trong đầu oanh một tiếng quay về hiện thực. Tức khắc lỗ tai cũng nổ tung lên. Cách đó không xa, một vương đang bị một vương phi kéo giữ, chỉ tay về phía An Lan Nhiên chửi đến mạnh mẽ. Tiểu hồ đô, mày còn biết về sao? Bốn vương hôm nay không đánh gãy chân mày, lão tử không phải họ An Lăng. Bên này lão bà tử hầu hạ một vương phi cũng chạy lại lôi kéo An Lăng Nhiên vân dạ. Trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, người đang ôm cái gì vậy nè? Lúc nãy vào lão nô không chú ý, sao người lại đem tới dọa công chúa hả? An Lăng Nhiên nhìn phụ thân, lại nhìn lão bà tử, quệt quệt miệng, giống như một đứa bé vô cùng uất ức nói: ta lấy vợ, lên núi bắt mèo rừng làm lễ vật tặng vợ mới cưới, có cái gì không đúng sao? Nói xong, An Lăng Nhiên lại đứng trước mặt tôi quơ quơ nhúng lông trắng kia, nhe răng cười to: vợ, ta rất thích ngươi, hi hi. Tôi bị chấn động, mắt nhìn nhúng lông, bộ lông màu trắng bạc,
đôi mắt trong suốt, đôi răng nanh khiến cho người ta sợ hãi. Đây mà là mèo rừng ư? Rõ ràng là con sói mà. Chương 13. Oanh một tiếng, đầu óc tôi bị trống hết một chỗ. Hoa đào lúc nãy, lúm đồng tiền đào mắt không thấy đâu. An Lang Nhiên vẫn đứng bên cạnh tôi nói không ngừng. Vợ à, thấy ta thông minh không? Vừa vào nhà đã nhận ra ngươi là vợ của ta, ha ha. Lão bà tử thấy sắc mặt tôi không tốt, thức thời kéo An Lan Nhiên về bên người bà, một mặt nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Đúng vậy, thiếu gia lợi hại nhất, thông minh nhất, không nhận sai tiểu nha đầu thành công chúa. An Lan Nhiên nghe vậy, đôi mắt lóe sáng, mãnh liệt gật đầu oán giận nói. Ừ hư, để coi về sau ai còn dám kêu ta là đồ ngốc nữa. Răm răm oanh, tiếng sấm sét giữa trời quang a. Ba tiếng sấm sét, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử. An Lan Nhiên lại là ngốc tử. Tôi bị sững sờ tại chỗ, ngay cả tức giận đến phát run cũng quên mất. Quả nhiên thượng đế rất công bằng, gương mặt tuyệt mỹ như vậy lại là một tên ngốc. Con bà nó, lão già dâu bạc, ngươi đang đùa giỡn với ta hả? Tôi hận không thể kêu ba đào sấm sét kia trực tiếp bổ chúng vào đầu của tôi, để cho linh hồn tôi xuất khiếu trở về tìm lão đầu tử lý luận một phen. Đáng tiếc không thể. Tôi thấy mình giống như một người ở trong phòng khí than, không cẩn thận oanh một cái, toàn bộ đem bản thân thiêu đốt đến mình đầy thương tích, vẫn tiếp tục diễn cho. Kỳ Nhi nãy giờ vốn đang im lặng không nói, kéo áo tôi nói nhỏ. Công chúa, có gì rời khỏi rồi nói sau. Lúc đó âm thanh răng dày của An Lan Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Tên khốn kia, ngươi vì cái con sói chết tiệt ngay cả hôn lễ cũng không tham gia. Ta kiếp trước rốt cuộc đã thiếu nợ tên súc sinh như ngươi cái gì? An Lan Tiêu quả là một đại tướng quân dũng mãnh. Theo lý bị vợ mình, bọn đệ đệ lôi kéo, cho dù có đến 10 người hắn cũng cố dứt ra, hoặc là ở một vương phủ. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều rồi, mọi người cũng đã dần quen rồi. An Lan Tiêu cũng tê dại, cho nên dù tức giận vô cùng vẫn còn một chút lý trí. Đoán chừng là sợ làm tổn thương người trong nhà nên mới không xông ra ôm con đánh. An Lan Nhiên thấy phụ thân mình nổi nóng, cũng tránh sau lão bà tử mà không phải người vợ là tôi đây. Một vương phi túc phượng lôi kéo cả buổi thở hồng hộc. Ông nổi nóng cái gì hả? Chuyện đã xảy ra rồi, nếu con trai đã may mắn về nhà chính là chuyện tốt. Ông nổi nóng con mình có thể cùng con dâu bái đường một lần nữa sao? Em trai em dâu An Lan Tiêu cũng đứng một bên khuyên nhủ. Đúng đó đại ca, Nhiên Nhi vừa mới đại hôn xong, bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm, mà ngay cả hoàng thượng người cũng phân phó kỹ càng, cẩn thận dặn dò. Nếu ca ầm ĩ, để bọn nha hoàng bà tử nhìn thấy cười châm biếm cũng thôi. Vạn nhất rơi vào tai người ngoài, để cho bọn đại thần hoặc hoàng thượng biết chuyện, hậu quả thật khó lường. An Lăng Tiêu nghe vậy, da mặt giật giật, dường như hơi xúc động. Xem ra chuyện tôi cùng gà trống bái đường, ngay cả hoàng đế cũng không biết. Một vương này ngược lại rất biết cách làm một tay che trời. Túc Phượng lại nói, khuyên can mãi. Lúc này Nhiên Nhi đã trở lại, ông nhìn nó xem, toàn thân dính đầy hoa ôm con mèo. Có phải nên để cho nó rửa mặt chải đầu trước, xong rồi mới đến triệu phạt không? Lên núi bắt sói con, không biết có bị cắn không, cũng cần phải kêu đại phu tới xem. Với lại con dâu còn đang ở đây. Ông câu nói phía sau Túc Phượng chưa nói hết, không cần nói mọi người cũng biết, đều đồng thời nhìn về phía tôi. Mà dù tôi rất muốn thể hiện sự rộng lượng, mà nhìn bọn họ cười cười, sau đó vỗ tay nói ha ha, không sao hết, không sao hết, ngốc tử vẫn là tướng công của tôi.
Thế nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không phải là cô công chúa ngốc, vì mẫn mà xin đi giết giặc kia. Kéo lại kéo ra mặt, không chừng so với khóc lại còn khó coi hơn. Một vương phủ này nói thật cũng quá không phúc hậu. Nhi tử mình là ngốc tử cũng không thèm thông báo trước một tiếng, lại có thể kêu tôi gả vào đây. An Lăng Tiêu đồng đồng môi, thở dài nói với tôi: Con dâu, chuyện này từ từ sẽ nói với con. Rốt cuộc mới nhìn về phía An Lan Nhiên nói: Cũng tốt, chờ tên tiểu tử vô liêm sỉ thay quần áo xong rồi đến gặp ta. Kỳ Nhi, người trước tiên đỡ công chúa về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Nói xong, một đám người bu như ruồi cũng tán ra hết. Một màn kính trà giữa mẹ chồng và nàng dâu tốt đẹp cứ như vậy mà bị nháo coi như đã xong. Lão bà tử thấy một vương phi diều An Lan Tiêu đi xa, mới dám lôi kéo An Lan Nhiên đi ra cửa. Vừa đi một bên, miệng vừa nói cái gì đó. Vừa khéo là lúc đi qua tôi và Kỳ Nhi bên cạnh thổi đến một câu: Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi lại làm cái áo trắng tinh bị bẩn đến thế này? Nghe xong câu này, tôi thật sự muốn tát hai cái lỗ tai mình ngay tại chỗ. Con mắt lúc nãy là đúng là bị chó cắn. Lại có thể nhìn cái áo trắng bị nhiễm đen thành màu xanh nhạt phiêu giật tiêu sái. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệp gì đây à? Kỳ Nhi thấy vẻ mắt tôi hoảng hốt, cũng đỡ người tôi nói: Công chúa, để nô tỳ đưa người về phòng chứ, bận bịu cả một buổi sáng vẫn chưa ăn uống gì. Tôi giống như một xác ướp, ngơ ngác để nàng đỡ đi. Vừa khéo đang đi ở trước mặt chúng tôi là An Lan Nhiên, tựa hồ nghe như thấy tiếng động, đột nhiên xoay đầu lại nhìn tôi rồi thè cái lưỡi hung hăng làm mặt quỷ, sau đó mới theo bà tử đi. À, nếu tôi có thể bình tĩnh được thì tôi mới là kẻ ngu ngốc. Tôi đứng một chỗ không thể nhúc nhích, dở khóc dở cười, để mặc Kỳ Nhi gọi sao tôi cũng không trả lời. An Lăng Nhiên này nháy mắt làm mặt quỷ, thật sự là quá thực, chính là một sự châm chọc lớn đối với tôi, một loài vũ nhục vô cùng lớn. Tôi chắc ăn kết luận nhất định là vì tôi uống phải bình rượu giá kia nên mới khiến con mắt bị mù. Tại sao vừa mới nhìn thấy An Lăng Nhiên lại nghĩ đến trong ánh mắt u buồn của hắn tràn ngập tự tin, rung động, quyết đoán và tiêu sái. Đoan, hôm nay rốt cuộc tôi rất muốn làm một việc. Kỳ Nhi sợ tới mức kêu sợ hãi. Công chúa, bước lên phía trước xem xét năm dấu ngón tay rõ ràng trên mặt của tôi, không nhịn được cũng đỏ mắt nói: Công chúa, tội gì làm vậy? Tôi vẫn không lên tiếng, nhắm mắt suy tính. An Lăng Nhiên, ta và ngươi sông núi kết thù.